Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Mọi người có thể xem thêm nhiều sản phẩm tại YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng. Hôm nay xin phép được giới thiệu đến mọi người một mẫu ấm chén từ xa của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn. Bộ ấm chén này với cái tên là hình ảnh khắc hoa đào. Một bộ thì sẽ bao gồm một ấm, 6 chén, 7 đĩa và mọi người cũng có thể mua thêm khay nhé. Một bộ ấm chén này như mình đang quay trong video là mình sẽ chỉ thông tin về một ấm 6 chén 7 đĩa thôi, còn cái khay nếu như các bạn mua thêm thì các bạn có thể mua thêm rời. Mẫu ấm này với dung tích khoảng tầm 280 ml nước, 280 ml nước. Màu của sản phẩm là màu đỏ nâu. Ở trên vòi được thiết kế hình ảnh như một cái cành cây này, khắc hình ảnh hoa đào, khắc nổi trên bề mặt ấm và khắc hoàn toàn là thủ công hết, khắc thủ công. Nắp cũng được khắc hoa đào. Đây là độ dơ của nắp này, khá là khít. Bản thân cái nắp này là nằm bên trên cái miệng ấm nhé. Nếu nằm bên dưới miệng ấm thì là cực khít, còn đây là nằm bên trên thì nó vẫn sẽ có một độ dơ một chút. Mình sẽ thử khi mà rót nước, độ nghiêng rất cao. Đấy, khi mà rót nước độ nghiêng rất là cao, các bạn có thể nhìn thấy cái nắp vẫn không di chuyển gì, nên chúng ta có thể yên tâm ở dưới đáy của sản phẩm. Cái này thì chỉ khắc một bên thôi, khắc một bên, không khắc hai bên. Đĩa lót, mẫu này là khắc toàn bộ ấm chén đĩa, mẫu này là khắc toàn bộ họa tiết ấm chén đĩa. Tất cả đều chuyện logo ở bên dưới. Mọi người lưu ý nhé, chỉ có hàng nghệ nhân thì họ mới chuyện logo tất cả những các món như là ấm này, đĩa và chén. Còn nếu như không phải của nghệ nhân thì họ sẽ chỉ chuyện ở trên ấm thôi. Nên mọi người lưu ý, đây là chiếc chén này, chén cũng khắc hình ảnh hoa. Trong lòng chén màu xanh. Lòng chén màu xanh có ưu điểm là sẽ giúp che được cái khuyết điểm của nước trà của chúng ta màu không đẹp. Thì cho vào chén lòng xanh này nước trà của nó cũng sẽ xanh lên rất là nhiều. Đây là chiếc đĩa lót chén. Cái màu ở trong video này như nào thì ra bên ngoài nó sẽ như vậy nhé. Đây một bộ bao gồm một ấm 6 chén 7 đĩa. Kích thước của chén này. Miệng chén là 6, chiều cao là 3,5. Đĩa lót chén là 7,8 cm, đĩa lót chén. Các bạn nếu như mà quan tâm đến sản phẩm này thì có thể gọi điện và đọc cái mã của sản phẩm mình đã gắn ở bên trên video. Tại vì sao mình lại không báo giá chi tiết ở trên video này? Bởi vì là trên video này thì mình sẽ để ở trên mạng rất là lâu, hàng vài năm rồi. Vì vậy là cái giá của sản phẩm nó có sẽ thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào thời điểm. Thế nên là mình sẽ không để cái giá ở đây để tránh bị nhầm lẫn, hiểu lầm. Giống như là hỏi là một giá mà trên video lại đăng một giá, như vậy nó sẽ rất là không hay. Vì vậy nếu như các bạn thực sự quan tâm thì vui lòng là gọi điện qua số điện thoại mình đang gắn ở bên trên video. Cảm ơn mọi người.